say flex on them. Khoảnh khắc check check tay đang cầm mic. Đoán xem bọn tao là ai? Folic nhạc gang không phải ngoại lai. Ok có tài lại còn đẹp dai. Sắp xếp xong xuôi bay về Việt Nam. Vì tao thấy tiềm năng và nhiều việc làm. Và cái cách dân chơi gọi là chắc tàng. Bullet show make it bang thêm về người bạn. Làm sao? Chúng mày tưởng mày chất nhất. Gặp bọn tao mày mất đất. Đâu cần biết mày hơn ai tóm lại. Lua phim thì gom lại vật vật. Lấy một hoa một cắt cắt. Mấy thằng quang một the ritual rap game tiền trao là tao lại lao vào bất chấp. Make it VND all day. We can hear we party all night. You're what you should be like. Just suck us how we do. Make it VND all day. We can hear we party all night. You're what you should be like. Just suck us how we do. Work hard, bọn tao làm cả năm và không chơi. Mấy con nào phổ thông là gạt hái. Thành quả là vài trăm ngày gặp nắng. Nó lại càng trổ bóng khi đêm xuống. Là đôi mắt tao mơ và đúng hệ. Và đôi mắt tao chờ loại rap. Đây là cách tao thở và on the mic. Cùng phố lắc say phơ vẫn ngại phòng. Nếu muốn trải lòng kiếm được vài đồng thì mày đừng có dạy dòng. Mày rồi phải không? Nói chung là phải xong. Thích nhất là mông anh khoai mới được còng. Hộ hai tay hết cả mông được phết. Hay em ghét từ ra trông cực nét. Lớp từ từ tao thì cái tiêu đầu tiên. Tất cả tụi mày là phải không được chết. Vẫn cứ ý điên về cái cách bọn nó chơi. Hay là cầm nên vì chúng nó làm sao vơi. Pro Venice cùng mình không phải làm tơi. Anh em tên cứ mỗi khi vào năm mới. Fuck with them hoe again and again. Get it some dough with you with dance. Get it some dough with you with dance. Get it some dough with you with dance. Cody cup, Sprite, cooling up, party up. Yeah, yeah, yeah. I'm ready to fuck, ready. Testing my nut. And play your blow. You bark like a dog. Act like a cop. Một phe bọn ta thì đến máy phân ly. Mấy thằng nhai chúng nó đi nâng bì. Muốn bị ăn đếm nên chúng nó xin xì. Bọn nó trong thằng một lỗ và ngập phê và cần vi. Bọn nó cuốn đến một điều sau bàn nhau phải đâm đi. Vì sống cho đoàn hoa này mới không lâm ly. Và rồi biết đâu một ngày anh em ta mở công ty. Nên là bây giờ anh em ta phải sống free. I gotta be winner, killing that beat every time. Don't wanna be killer, losing my mind. Rich, chuyện mà mày làm sao tao biết được. Booty look up my face. Ngồi sau này kia không ngừng chiếu rọi. That's me, babe. Mỗi đêm tao không thể nào ngủ được. Vì trong đầu tao qua nhiều suy nghĩ đã mùa vây. Chắp tay nguyện cầu, nhắm mắt thật lâu. Vì sự thật là ngày mai sẽ tới ngày. Homie sắp bền, vẫn lúc có tiền. Dù mọi chuyện thì anh em vẫn ở đây. Đừng bị sát nhau, rất cơ mơ ngầu. Lỡ tin chúng ta sẽ cùng giàu. Các em bọn tao vẫn còn lặng đây. Và chưa mất quân chú ý tìm về con tiền trong lòng bạn. Cuộc sống hiện tại vẫn còn tạm tạm. Các thú vài lạng và lúc chạm vạn. Chẳng ta lặng chẳng biết ai là bạn. Đến đây để trải lòng nhau. Đây không phải là phong cách của Hải Phòng sao. Cười trước mắt nhưng mày lại đâm đằng sau. Chúng mày đâu cần đất thiên này mà phải đặt như là tao. Hater bây giờ coi như một lũ vô tri. Số cái giót vô ly bởi bên trong là Molly. Bọn tao thì đơn giản thì coi như là khaki. Chúng mày make money không thì mày check money. Flow đi sắc nét thì coi như là Sony. Như là Uzi bọn bắt đầu bọn ngu si. Nếu mà cuộc sống là cái máy thì khó thở thì bị nghe nhạc tao vì đó như là oxy. Dù ta làm việc hay là ra ngoài kia, thằng em vẫn phải ngoài theo. Nó muốn gần đến đâu nó ước và nó muốn mua đống trang sức cho bạn gái đeo. Baby anh nói em đừng khóc, nếu mà em quay đi anh nắm ngay vào cái eo. Anh bán em một phát, ta cho em món quà làm mối quan hệ mãi keo. Chỉ đạo và sản xuất, đôi khi nhìn anh chúng nó lại cứ bảo anh rất giống anh tua. Everyday vẫn cố gắng tranh đua, men cũng ra khỏi đường anh cua. Để mâu thu vẫn còn nguyên một đống ảnh nghe nhạc Drake vẫn hít đất ngoài sân. Không nốt nổi vẫn như câu từ mày viết, anh phải bị tai vì mấy thằng ngẫn vừa ngân. Thì thân trung tâm thì cùng châm cipher cho nó tăng nhiệt độ. Nhà phát là máy cầm hợp vai thì thân trung tâm thì cùng châm cipher cho nó tăng nhiệt độ. Nhà phát là máy cầm em ô đang quanh đây nhau mấy thằng em mày mau nhanh tay đôi bàn chảy làm âm thanh hay thì phải khui cả champagne ngay. I'm on my way, take a shot like every day. Work for art, not for people, still gain a lot. Okay, okay, hold on. Chẳng cần phải biên soạn, bắn một verse dài như là viên đạn. Câu khiến cho mày điên loạn và sau một đêm không về được nguyên trạng. Kiss, tập trung vào mục tiêu, phấn đấu từng ngày đưa mình lên hạng. Không thích công kích ở trên mạng vì tao chỉ muốn bớt thua và thêm bạn. Rap bên từ góc đại lộ. Yeah, you know I'm straight from the bottom. Họ đến xem kết thúc thắp sáng khu phố. Mỗi mỗi em đào ra sân. Ta cùng vượt nguyên team. Bên đây giận lấy thứ mà người ta cho là xa xăm. Để cho mày lượn vòng, em bị tao quanh khu phố. Hai tư chắc bậy trong vòng thu vậy là ăn. Drop ra nhạc lê là ta thu về đống à. Khuyên mấy cậu nhắc không cần phong bà. Phong bà chạy mà xe. Em chặt xin trên người ta lạm phát. Lại tăng cổ tay lại cao toàn băng. Mua bằng tiền ta kiếm về từ âm nhạc. Ta phát sáng, ice. Để bụng kì trên chân ta là Nike. Và ít kì cao ca ta chai. You better fucking try me. Molly, cái Sprite. Fuck out in my mind. Không tao làm thì có ai. Bitch.